Mbappe, Kane và những bom tấn đang chờ phát nổ. Kylian Mbappe, Harry Kane, Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic và Duvan Zapata là những quả bom hạng nặng đang sẵn sàng phát nổ trong chưa đầy 2 tuần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Lionel Messi chia tay Barcelona vào phút chót để chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain là điểm nhấn lớn nhất trong phiên chợ hè 2021, làm lu mờ những bản hợp đồng đình đám tại Hoàng Anh như là Jadon Sancho, Rafael Varane, Jack Grealish hay Romelu Lukaku. Đến thời điểm hiện tại, phiên chợ hè còn chưa đầy 2 tuần nữa là sẽ đóng cửa và vẫn còn rất nhiều những bom tấn sẵn sàng phát nổ. Dưới đây là 6 thương vụ có thể được hoàn tất trong ít ngày tới. 1. Dusan Vlahovic đến Atlético Madrid. Vlahovic đã có sự thăng tiến vượt bậc trong vài mùa giải gần đây và mùa giải ra mắt tuyệt vời cho Fiorentina trong chiến dịch 2020-2021 đã khẳng định vị thế của anh là một trong những tiền đạo trẻ đáng xem bậc nhất của bóng đá châu Âu. 21 pha lập công của anh trong 37 lần ra sân tại Serie A mùa trước đã lọt vào mắt xanh của Atlético Madrid, đội chuẩn bị trả tới 70 triệu euro để có được sự phục vụ của cầu thủ 21 tuổi người Serbia. 2. Kylian Mbappe đến Real Madrid. Mỗi ngày trôi qua, khả năng Kylian Mbappe chuyển đến Real Madrid lại càng lớn. Mong muốn của PSG là giữ chân cầu thủ người Pháp ở lại câu lạc bộ này, nhưng sự không được chính Mbappe chấp nhận và anh đang tìm cách hoàn tất việc chuyển đến thủ đô của Tây Ban Nha, nơi sẽ gây ra làn sóng chấn động khắp bóng đá châu Âu. Ngày hôm qua, tờ Marca tiết lộ khoản tiền bán cầu thủ của Real Madrid trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây đã giúp Los Blancos thu về 200 triệu euro, đủ để họ có thể tự tin ngồi vào bàn đàm phán với gã nhà giàu PSG. 3. Harry Kane đến Manchester City. Man City đang rất cần một chân sút đẳng cấp thế giới và Pep Guardiola không giấu giếm mong muốn đưa Harry Kane về sân Etihad. Đồng hồ đang điểm những thời khắc cuối, nhưng Man City đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị hấp dẫn với Tottenham để đảm bảo có được sự phục vụ của thủ quân đội tuyển Anh. Được biết, lời gần nhất đưa ra đề nghị của Man City dành cho Kane là 127 triệu bảng. Tuy nhiên, Tottenham vẫn giữ thái độ rất cương quyết khi chỉ chấp nhận bán tiền đạo ngôi sao của mình với số tiền 150 triệu bảng. 4. Jules Koundé đến Chelsea. Tương lai của Jules Koundé là đề tài được nhắc đến trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ngôi sao người Pháp vẫn đang thuộc biên chế của Sevilla, đội bóng xứ Andalusia cũng sẵn sàng để anh ra đi. Từ cuối tháng 7, truyền thông Anh đã đưa thông tin rằng Chelsea sắp có được sự phục vụ của Koundé khi đưa ra lời đề nghị 30 triệu bảng kèm theo Kurzawa. Tuy nhiên, cho đến lúc này, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn và người hâm mộ đang kỳ vọng những động thái dứt khoát hơn sẽ diễn ra trong ít ngày tới. 5. Lautaro Martinez đến Tottenham. Nếu Kane chia tay Tottenham, nó có thể sẽ tạo ra một hiệu ứng domino khi Spurs sẽ phải dùng khoản tiền chuyển nhượng này để tái thiết đội hình. Cái tên mà chủ tịch Daniel Levy và huấn luyện viên Nuno Santos nhắm đến là tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan. Lúc này, Inter Milan đang gấp rút đàm phán giữ chân Lautaro sau khi để mất Lukaku cho Chelsea. Tuy nhiên, có vẻ như ngôi sao người Argentina vẫn đang nghe ngóng tình hình từ Anh, bởi cá nhân Lautaro dường như cũng muốn tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp. 6. Duvan Zapata và Marcus Thuram đến Inter. Như đã đề cập ở trên, chuỗi domino đưa Lautaro tới Spurs buộc nhà vô địch Serie A Inter Milan phải tìm kiếm ít nhất hai cái tên để khỏa lấp chỗ trống mà hai chân sút xuất sắc nhất mùa giải trước để lại. Duvan Zapata sẽ là sự lựa chọn lý tưởng để thay thế cho Lukaku và Lautaro, bởi cầu thủ này có kinh nghiệm dày dặn tại Serie A trong màu áo Atalanta. Ngoài Zapata, một cái tên thích hợp nữa để Inter Milan củng cố trong mặt trận tấn công là Marcus Thuram. Chuyên nhân nhà Thuram đang khẳng định được tài năng của mình trong màu áo của Mönchengladbach ở Bundesliga. 7. Hai ẩn số Erling Haaland và Cristiano Ronaldo. Hai cầu thủ có vẻ ít khả năng ra đi nhất trong mùa hè này là Erling Haaland và Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã bị chủ tịch Florentino Perez và huấn luyện viên Carlo Ancelotti chặn cái cửa trở lại Real Madrid, trong khi việc chuyển đến PSG là điều không thể. Vì vậy, việc Ronaldo rời Juventus là không nhiều. Với trường hợp của Haaland, hợp đồng của chân sút người Na Uy với Dortmund với điều khoản cho phép ra đi sẽ có hiệu lực vào năm tới. Bayern Munich và Real Madrid đang chuẩn bị tranh giành chữ ký của cầu thủ này.